Dạ sau này, dạ mời anh phóng giùm em để em cầu nguyện em quay phim. Anh thả gần gần để em quay cho dễ. Dạ rồi xong. Ít rồi mẹ. Dạ. Tạm biệt các anh chị. Hy vọng A Di Đà Phật sẽ đến tiếp dẫn những anh chị đã mất trong Covid-19 này, và những giáo chủ của các tôn giáo khác cũng sẽ đến tiếp dẫn các anh chị. Dạ.